quyết định chọn ra vận động viên quý MC là vận động viên xuất sắc. Và tôi công bố giải thưởng và chúc cho cùng bạn trao giải. Đại diện ban tổ chức đâu rồi? Đây là quý MC được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đại bằng, thật là một điều quá tuyệt vời. Phải nói là quý MC một mình gồng gánh câu thiền cho tới nơi. Xin mời đại diện ban tổ chức trao giải cho vận động viên xuất sắc quý MC. Xin mời Phan Minh. Chúc mừng tuyệt vời. Chúc mừng quý MC, thật tuyệt vời cho em. Đây là các bạn đang mẫu, quá ghê gớm. Đây là chú nhà báo, rất già dặn, dễ thương. Ban tổ chức xin mời đội đặt giải tư thi đấu ấn tượng là đội bãi biển Khánh Hòa. Đại diện đội bãi biển Khánh Hòa ra ban tổ chức trao giải. Xin chúc mừng quý vị và các bạn. Ấn tượng nhất trẻ sẽ đến Khánh Hòa. Còn đứng kế bên là ông chủ sân, một trong những cầu thủ đầu giờ thế giới. Xin mời đại đặt giải ba. Xin mời đội Hoa Mai. Về đây. 5 triệu đó. Nhận giải. Để ban tổ chức phát. Để nhận giải xem. Đại diện đội Hoa Mai. Sáu người đội Hoa Mai. Để ban tổ chức trao huy chương luôn. Trao huy chương luôn anh Sang ơi, 6 người. Trao huy chương luôn anh Sang. Sáu người. Sang ơi. Chưa biết em trao huy chương đi. Đây là ông bầu Sang. Đến từ sân Hoàng Mai, Tân Hiệp, Long Thành. Đội đặt giải nhất kỳ ba của đội Hoàng Mai lên nhận giải chỉ dụ cho 6 người. Ừ cũng được. Mọi người cầm. Đại diện ban tổ chức. Đây là tên đợt giải ba cùng chung với ông bầu Sang. Làm cho bạn đang bớt cô MC Quốc Trân. Là giải ba cho các bạn thích. Ban tổ chức xin mời đội Hoàng Minh lên nhận giải nhì. Xin mời đội Hoàng Minh, mời 6 luật
6 vận động viên luôn. Đó, cho huy chương nữa. Đây là giải gì? Sang biệt thư Chi thông Tôn đi QFC trở lại cửa khẩu xuất sắc và bảo cao long trực. Đây là thầm qua ok vui đồng giải gì nha các bạn. Lát nữa xin mời đại diện ba đội trưởng của ba đội chức nghiệp ba và anh mang tổ chức chụp hình luôn nha. Đây là anh Nghĩa, phó chủ tịch phường và nhân quà anh trao giải nhất. Hôm nay là ngày 26 tháng 7, 2020. Rồi, hạng nhất cần chuẩn bị. Giải gì? 10 triệu đồng. Rồi, người mê ơi, ơi. Cường càng của đất đây, cường lộn hàng bên. Chưa, duy nhất nữa. Xin mời đội là cái nhất là đội nhất của Nhi. Đây là cái phần chọn giải nhất nha các bạn. Đội nhất của Nhi. Tên đến từ sẽ đến kết quả. Trần Lê Bô Đô, Trần Quý Kiếp, Đạt Mà Chay, Hạc Sơn. Qua ân tượng. Cái này cầm cúp luôn nha. Có cầm cúp không? Đây là ông bầu chúng tôi chào quý vị quá tuyệt vời. Chúc là huy chương cho các đội cho các đội du lịch. Trần Phi Kiếp, Trung Trần, ông Bồng Dân và ba đứa em trẻ đến từ sân bay kế hoạch. Xin chúc mừng đại nhân Cổ Chi đến từ Cổ Chi. Cổ Chi dễ nhất nha, con cóp. Xin cảm ơn cao của đây cái đội nhất Cổ Chi. Giải nhất 20 triệu. Đây là của Cổ Chi. Mời đội trưởng của đội Hoàng Minh và đội trưởng của đội Hoàng Mai để lên mời cái chụp hình lưu niệm. Mời đội Hoàng Mai lên chụp hình làm lưu niệm. Rồi giải ba đâu? Rồi chuẩn bị chụp nước gì ba tới nha. Đó, cầm đâu? Cho quý trưởng đâu? Nè, khoan, để em đeo vô giống như bên kia đi. Rồi, đứng đều hai bên đi. Rồi. Chuẩn bị chụp nữa nha. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các vận động viên và các cổ động viên đã tham dự giải bóng chuyền 4 của sân cờ tài. Hẹn gặp lại hai. Sau giải bóng 4 là có giải đá đầu dòng 33. Tổ chức tuần này 2 tháng 9. Thi đấu vào 30 tháng 8 là 2 tháng 8 kỷ niệm ra đây cũng như tổ chức giải đấu 4
Ngày 26 nó mở công việc lại. Đúng rồi, đông đông lại nghe.